Mời nhà trai. Rồi, đây, mời ngồi. Xin mời nhà gái xuất hiện. Em giới thiệu về mình đi em. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư và bạn bên kia, và chào toàn thể quý vị khán giả. Rồi, em tên là Nguyễn Duy Thông. Em năm nay 34 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi. Em ơi, em nói là bên đàn trai nói lại tên được không nè? Em cái tên hồi nhỏ trong giấy là tên là Nguyễn Duy Thang, nhưng mà em khi em đi ra làm á là thường á là cứ bạn bè cứ nó cái tên nó khó nghe, nó cứ kêu tên Thông là cách đây 20 mấy năm là cứ lấy tên Thông luôn tới giờ vậy. À, tên trong khai sinh là Thoang. Dạ. Thoang đúng không? Dạ. Em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quảng Ngãi, làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh làm gì? Em làm bên xây dựng anh. Xây dựng, làm ở quận mấy? Em ở thì em ở bên Bình Tân, mà làm thì nói chung là nhiều quận. Cái vụ nhà ở đâu mình họ kia mình nhận làm. Ở xây dựng hay là kiến trúc sư hay là kỹ không, sư? Không, em nhận, em bên thầu. À, thầu hả? Dạ. Rồi, thầu xây dựng. Rồi, xin mời em. Dạ, em lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin gửi lời chào đến hai MC của chương trình và bạn trai bí ẩn sau bức màn bên kia. Em tên là Trần Thị Phương Linh. Em năm nay 26 tuổi, hiện đang là giáo viên tiểu học ở trường tiểu học Nguyễn Huệ, quận 6. Rồi bây giờ em sẽ nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em nha. Bản thân em thì vui vẻ, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Nhưng bên cạnh đó thì em vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như là bản thân em bị mắc cái bệnh là hay quên. Đôi lúc làm cái thao tác của mình thì đôi lúc hơi chậm một tí. Em không có khéo tay lắm. Không khéo không tay có lắm. Khéo tay, không có năng khiếu. Em biết nấu ăn không? Dạ, em chỉ biết kiểu như là cơ bản thôi chị. Chứ không có gọi là khéo tay, đảm đang. Rồi, cảm ơn em. Xin mời đàn trai. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, mà nấu ăn rất là ngon nữa. Giỏi. Dạ, em có một cái ưu điểm là ví dụ như khi mà mình làm một cái việc gì thất bại á, là em, đặc biệt là em không có buồn. Dạ, em sẽ cố gắng em làm lên chứ em không có buồn. Đặc xấu của em là thứ nhất là nhát gái, thứ hai nữa là em viết chữ nó thì xấu lắm. Viết chữ xấu lắm hả? Dạ, xấu, viết chữ khó nhìn lắm. Trời. Xấu mà người khác nhìn cũng được luôn á. Yên tâm. Dạ. Gặp cô giáo bên này, em ơi, em có rèn chữ cho các bé không? Dạ có chị. À, công tác. Nếu mà giải lời về là dạy anh viết chữ là ok luôn á. Rồi, có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình rồi. À. Một mối tình là hồi em học lớp 11, cái em đi làm, cái thì người đó vẫn còn đi học thì nó có cái điều kiện nó không cho phép. Còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai này là 7-8 năm rồi. Quen nhau rồi cũng được 2 năm. Người đó nói chung là có nhiều cái nó không có bắt đồng với mình, thấy nó không hợp lý nên. Coi như 7-8 năm nay ở không ha. Dạ. Thôi đàn gái cho tôi biết được tình duyên như thế nào. Dạ, có lẽ là em là người không có may mắn trong chuyện tình duyên rồi chị. Em cũng trải qua 2 mối tình, em có yêu 2 người. Một người là lúc mà em còn học, thời còn sinh viên. Một người là cách đây 2 năm. Cái mối tình mà cách đây 2 năm á, là mối tình cuối cùng á. Dạ. Thì tại sao lại chia tay? Cái lý do chia tay của mà cái người ấy đưa ra là anh cần thời gian cho công việc. Và sau đó chia tay? Dạ đúng rồi. Em hỏi là anh đó có khó khăn gì, anh đó không có chia sẻ gì hết. Em có cảm giác là anh đó là hình như là chỉ là cái cớ thôi chị. Vậy thì hôm nay đến với Bạn Muốn Hẹn Hò, em thực sự mong muốn một mẫu người cho mình là như thế nào? Thật sự là em hằng mong ước là một người con trai mạnh mẽ, cao to, khỏe mạnh. Và là một người con trai quyết đoán, độc lập, người con trai dám nghĩ và dám làm. Đúng là cô giáo nói chuyện có khác ha mọi người. Được không em? Em cảm giác được bao nhiêu phần trăm? Cái đó thì nếu ví dụ mình tìm hiểu nhau thì nó sẽ dễ hơn, mà ví dụ cảm giác được thì khoảng cỡ 70-80% 70-80% là dạ. Mình làm được đúng không? Dạ. Bây giờ em muốn tìm một bạn nữ yêu thương của mình như thế nào? Em thì nói chung cái bạn nữ thì cái nghề nghiệp thì đối với em không có quan trọng lắm, mà quan trọng biết chia sẻ rồi yêu thương rồi chăm sóc lẫn nhau rồi đấy là được rồi. Nói chung là quan trọng là hiền. Hiền ha. Dạ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không, bình thường trắng bình là được rồi, đừng có xăm tay xăm chân đồ vậy. Tóc dài, đừng có tóc cắt ngắn tóc quá. Tóc dài, đến qua anh xem qua đàn gái. Hồi nãy hỏi có gì không, em sao cũng được mà bây giờ thấy không? Trắng, tóc dài. Chào cô giáo. Dạ. Tóc cũng dài, có xăm gì không? Dạ không. Chắc nghĩ cô giáo không có xăm rồi. Em không thích người đàn ông ở cái điểm nào nhất? Không thích người đàn ông có tính đàn bà. Đàn con ông trai thì không bà. Có tính đàn bà, kiểu như là không có nên so đo. Ở không mà nói chuyện người này cho người khác nghe. Đàn ông bên đây không có tính đàn bà đó. Còn, cái, còn những tật xấu của con trai thì em không có ngại. Bởi vì khi mình yêu một người là người đó là hoàn hảo nhất. Mình phải học cách yêu luôn cả khuyết điểm của người đó. Đúng rồi. Qua coi đàn trai tôi đi.
Thằng trai tôi men lắm á, chứ không phải có tính đàn bà đâu nha. Mời gặp anh thầu xây dựng nè. Ông thầu xây dựng của tôi. Chào anh. Dạ. Giờ ví dụ như mà làm xây dựng thì mình có phải đi nhiều không? Dạ thì em cũng nói chung là đa số là làm ở thành phố, cũng lâu lâu cũng có đi tỉnh. Nhưng mà đa số là mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều, thì mình làm cứ sáng đi chiều về vậy đó. Bên này á, đàn gái yêu cầu phải sức khỏe, theo lúc nào cũng phải một người đàn ông có sức khỏe và kiên cường. Sao thấy sức khỏe mình ổn không? Có chơi thể thao gì không anh? Không, em là không có chơi thể thao, nhưng mà nói chung nhậu thì ít mà không uống thuốc nữa, nên là sức khỏe là chắc em nghĩ có. Ít nhậu à? Cái tướng ông thầu này là rất là xề xòa. Dễ thương, ngồi kìa, con ngồi kìa. Rất là thoải mái thôi. Thoải mái. Cho dù đi kiếm vợ, ngồi xuống già vợ thì cũng ngồi vậy luôn vậy đó. Tức là tính xề xòa thoải mái vậy đó. Chứ ta vô ta gồng, ta ngồi ta giữ dáng này kia ha. Không ngồi thả tè đè luôn. Cho thấy được rằng con người á gọi là rất là chân thật. Có sao để vậy luôn. Rồi, quá được rồi anh Linh ơi. Bây giờ thôi, mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Linh, hôm nay em tới tham gia chương trình em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình em có đi cùng với mẹ, em gái và bạn và dì. Dạ, xin chào người thân của Linh ạ. Hôm nay tôi đến chương trình Bạn Hẹn Hò. Xin chào quý khán giả có trong trường quay. Chào hai MC, chào bạn trai. Tôi là mẹ của Linh. Linh là người hiền, ít nói, ít có đi đây đó lắm. Đi làm về thì ở nhà. Mẹ thấy bạn trai bên đây cũng điềm tĩnh. Hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Mời đàn trai. Không đi với dạ, ai? Em đi với mẹ, em gái và chị gái nữa. Rồi, dạ. Xin chào bác ạ. Xin chào Quyền Linh, Nam Thư. Dạ. Và tất cả khách quý có mặt trong trường quay. Tôi là mẹ của Duy Thông. Thì hôm nay đến như chương trình Hẹn Hò thì cũng muốn con mình nó được đi tìm một tương lai. Thì nói chung thì thấy bé gái thì thấy cũng hiền từ, dễ thương, ăn nói đồ thì cũng dễ nghe. Dạ, cô có thấy rằng hai đứa nó hợp nhau được không cô? Thì nói chung thì thấy cũng được, cũng hợp. Bây giờ đàn trai thay mặt đàn trai nói chuyện với đàn gái vài câu đi, để bên đàn gái cũng yên tâm nếu tạo điều kiện cho hai đứa nó quen với nhau. Xin chào mẹ của bé gái đằng nhà gái Linh. Đây Linh. Nói chung thì mẹ của Duy Thông thì quê ở Quảng Ngãi, đến đây một cái nơi rất là xa xôi, nhưng mà khi nghe con mình mà báo á thì tức là mình có gì cũng phải đi ngay để vô thử đi đến chương trình thử con mình nó có được muốn được bạn gái như tương lai hay không. Xin chào hết. Rồi hai bà xui ôm nhau một cái đi, biết đâu mình xui da thiệt sao, biết đâu sau này mình xui da mình đi được. Đúng rồi. đúng rồi. Dạ, cảm ơn mẹ của Linh, cảm ơn mẹ của Thông. Có như thế thì ở trên đây hai bạn này lại vững tin hơn nữa, bởi vì câu chuyện ngày hôm nay có sự chứng kiến của hai họ luôn. Bây giờ mình mở rào. Được hay không là do anh thầu với cô giáo đó. Còn mọi thứ đã ổn hết rồi. Bắt đầu đi Thông. Chào anh. Em chào anh. Nói chung gặp cái chương trình này, anh có một món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em có món quà gửi anh, đó là chậu xương rồng và bài thơ do chính tay em viết. Cảm ơn em. Đọc bài thơ đi. Em chỉ là cô giáo tiểu học, ngày mai buổi lên lớp ở trường, dạy bạn trẻ viết rồi đọc lại, nắng pha sương nhuộm màu tóc, ngày qua ngày dạy trẻ điều hay. Nghề của em không có màu xanh, mà đêm mãi trong màu phấn trắng, trắng tờ giấy, trắng cả bàn tay, thương chẳng nhiều, anh có yêu em không? Tất nhiên là anh có yêu em. Ý bài thơ đó, lương chẳng nhiều, anh có yêu không? Trời ơi, đẹp, nó viết chữ đẹp dễ xạo luôn mà mọi người. Còn em có chữ nào em, thử em viết vô đây vài chữ anh coi coi. Em có viết thẳng khúc thơ này, nhưng mà đọc không ai đọc được đâu, chứ có một mình em viết em đọc được à. Em viết không ai đọc được luôn. Gửi vợ Trương Chi, không phải đâu, tương lai, trời ơi. Em đọc cho. Chữ nào không thấy luôn á. Đâu em coi coi, thì em xem mình thử chữ xấu cỡ nào. Để đọc luôn đi. Gửi vợ, thôi anh đọc đi anh. Em viết có mấy tự mà ít à. Gửi vợ tương lai của anh. Nói chung là để có ngày hôm nay là cũng nhờ chương trình. Anh đã chờ ngày lắm rồi. Trong lòng anh rất bồ hờ lo lắng. Em hãy cùng anh mà mình cho nhau cơ hội mà. Không đọc không nổi luôn, thành ra ông đọc thêm á. Lần đầu khi gặp em là tình tôi ta tan vỡ hả? Tan vỡ hả? Ai nói tan vỡ cái chữ rồi tan vỡ. Sẽ đọc chữ tờ đó. Tình chớm tôi... nở. Chớm nở. Xin em đừng hờ hững để tình đẹp như mơ.
Cha mượn, em mượn bức thư thôi, hai cái so nhau để làm kỷ niệm thôi. Vậy để em đọc lại cho chị. Ừ, để cô giáo đọc đi. Cô chấm là nhiêu điểm cô? Bây giờ cái chữ này về còn gò được nữa không cô giáo? Dạ, mọi việc đều có thể thành công được nếu con người ta có nhẫn nại và cần có thời gian. Đúng rồi, cái chữ nó không quan trọng, quan trọng là người ta làm thành công hay không thôi. Sao có thể viết chữ đẹp tới mức độ như vậy? Viết như in vậy đó mọi người, viết như cặp in vô đó. Mời cô giáo. Dạ, cái bài thơ này là em sưu tầm ở trên mạng và em viết tay. Em chỉ là cô giáo tiểu học, ngày hai buổi lên lớp ở trường, dạy bọn trẻ viết rồi lại đọc. Nghề của em rất đổi bình thường. Em chỉ là cô giáo tiểu học, bàn tay em bụi phấn bám đầy, nắng pha sương nhuốm màu tóc, ngày qua ngày dạy trẻ điều hay. Nghề của em không có màu xanh, mà đem mãi trong mình màu phấn trắng, trắng tờ giấy, trắng cả hai bàn tay. Lương chẳng nhiều, anh có yêu không? Yêu, dĩ nhiên là yêu rồi. Đây, đúng không? Bây giờ mình sẽ đổi thư. Đó, cô giáo giữ thư kỷ niệm đây. Rồi, bây giờ hai bạn mình nói chuyện với nhau về cảm nghĩ về chung, lần đầu tiên mình gặp nhau như thế nào. Đừng có ngại gì chữ về ấy mà, kia em thấy anh sao? Em nghĩ là mới có lần đầu gặp nhau mà không thể nào mà thấy anh sao được. Mình phải trải qua cả một quá trình mình mới tìm hiểu nhau được. Đâu có anh cảm nhận chứ. Bởi vì trong cuộc đời á là ảnh ba mấy tuổi mới gặp em đó. Thật ra cái cảm giác mình gặp một người lạ thế nào? Dạ, cảm giác thì lúc đầu ở trong thời gian chờ đợi gặp người bí ẩn thì rất là hồi hộp. Em cảm thấy anh hiền, cao ráo, khỏe mạnh. Mình cao 1m7, dạ, thật thà. 64kg. Rồi anh thầu xây dựng, anh nhìn cô giáo thấy như sao? Nói chung là nhìn thì thấy cũng dễ thương. Còn ví dụ như mà mong cho mình có để tìm hiểu, có cơ hội mà cho cơ hội nhau để tìm hiểu. Rồi ví dụ như nếu mà được thì cuối năm hoặc qua năm là có thể là cưới là ok thôi. Dạ, mẹ mới vô bóng hấu cưới rồi. Bây giờ mình tính hẹn hò sao đó, hỏi coi em thích gì đó, hỏi đi. Thì sở thích của em là gì? Dạ, em thích đọc sách, xem phim, đi du lịch. Có một cái giống mình là đi du lịch. Còn đọc sách là làm biếng lắm, tại không có thời gian. Vậy đi, thì đi làm suốt. Em sẽ đọc cho anh nghe. Cái đó cũng được, ví dụ như rảnh thì em đọc cho anh nghe, cái đó dễ nữa. Dạ. Mỗi lần giận lên á thì ai sẽ là người xin lỗi, ai sẽ là người xuống nước? Cái đó cũng tùy công việc nữa, tùy việc nữa. Ví dụ như rõ ràng mà ví dụ như vợ mình sai mà biểu mình xuống nước thì cái đó nó không đúng. Ví dụ những cái việc gì mà ví dụ nó không đáng gì hết á thì có thể mình xuống nước cũng được, không sao hết. Dạ, là khi mà nghe nhau thì em với bản thân em thì em không có quan trọng là ai thắng hay thua. Bởi vì mình có hơn một lời nói thì cũng không được gì hết. Im lặng vẫn được, em vẫn chấp nhận được. Nhưng với em là người xin lỗi không phải là người thua. Người xin lỗi là người đã thắng hơn, thắng về tình cảm. Nếu đã là vợ chồng thì mình không cần phải thắng thua. Bây giờ em hát một bài đó tặng cô giáo đi. Hát được nhưng mà em hát một đoạn thôi. Rồi một đoạn thôi đó. Lại đứng dạ, gần. Dạ anh đứng, hát em nghe đi anh. Đứng lên hát gần cho nó giao lưu chút xíu. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặc. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Thôi. Hát bao nhiêu ta? Hay như anh Đăng Nguyên gì đó. Trời ơi. Đang hát không. Mà tưởng đi là uống lộn không. Vì sao em nhớ thế này. Trời ơi, tưởng tới kiếm chuyện không mà luôn á. Hát mà tim rung luôn. Xẻ tay ra, nắm tay bạn gái lên hát. Bây giờ tình cảm không hát bài khác nữa. Thôi đứng nói chuyện được rồi. Rồi đứng nói chuyện thôi coi, nắm tay cổ coi. Nói chung là mà nhìn cô ấy nói mong muốn là cho cơ hội để hai đứa được tìm hiểu với nhau. Anh mong muốn như thế rứa thôi. Em nhìn cô giáo, anh hơi nhát gái, yên tâm nha. Ở đây mọi người sẽ ủng hộ em. Dạ. Rồi nhìn cô giáo đi, nói gì nói đi. Nói một câu em cuối cùng trước khi bấm nút này. Anh nói tiếng nữa là tim em rớt. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Một thủ tục hết sức là quen thuộc ở bạn muốn hẹn hò là hãy hỏi lại trái tim mình, mình có thật sự rung động hay không. Nếu rung động thì các bạn hãy bấm nút, còn nếu không thì chẳng sao cả, để dành cơ hội đó lại cho quý vị khán giả, các bạn đang xem truyền hình nha. Sẵn sàng 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi nắm tay nhau. Trời ơi, họ gặp từ bao giờ, ẻn lẻn như dữ lắm à. Giữ lấy bài thơ này. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đến đó để xem phim và yêu nhau nhiều hơn nha. Dạ. Chưa hung lần nào. Rồi bây giờ hung chưa? Chờ nữa.
Đó, nhẹ nhàng, dễ thương.